je suppose que ça passe parce que nous nous chú chùa chùa con chó nhìn cưng mọi người lông á nè thở mà nóng nực cái thở c'est beau va chien il est beau il est gentil mais pour moi elle n'aime pas de sentir la pharmacie ah elle est bas c'est pour ça peut-être aussi elle a chaud peut-être aussi oui ça commence aussi hein, oui. Et je sais bien que le site. Hello các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi ra vườn. Nói chung cái vườn mình bây giờ nó không còn gì nhiều rau quả hết các bạn ơi, bị thu hoạch hoài à, cho nên không có còn gì đặc biệt hết. Thì hôm nay mình có cái gì điều lạ, điều này hơi đặc biệt một chút xíu quay cho các bạn xem. Tại giờ đó giờ ở trong vườn mình thì nó không có trường hợp này ha, thì mình cũng không biết đây là cái gì, thì mời các bạn vào xem ha. Rồi mình đi vô đây đó, nãy mình đi ra đây mình hái một ít mâm xôi đen đằng này nè, nó có trái màu đen nè, cái mình hái một ít xong rồi cái mình đi lại đây mình thấy mình mới phát hiện ra là nhà mình có cái cây này nè các bạn. Đây một chuyện lạ, hồi đó giờ trong nhà mình không có cái này mà sao bữa nay nó lại xuất hiện ở trong vườn mình đó. Các bạn biết cái gì không, đây là nấm mà không biết nấm gì đó các bạn, nó mọc trong vườn nhà mình nè. Đó nhìn nó lạ ngộ ha, mà không biết có phải là nấm cái nấm gì quên tên này. Nấm gì mà nghe nó ăn được đó mà không biết phải loại này không. Thì mình thấy nó mọc đây nè, một cái nấm nè. Ở đây một cái nữa nè. Mà không biết sao lại mọc đây. Chắc cái nơi này là đất nó có nhiều cái khúc gỗ đó các bạn. Khúc gỗ mà cha chồng mình hay cắt để mà lót dưới mặt đất để cho có sự ẩm ướt của cho đất với lại cho cây này kia tốt đó. Cái tự nhiên nó mọc cái nấm này lên mà mình không biết ăn được hay không nè. Đâu bây giờ mình nhổ lên thử nha. Nhổ lên thử coi. Mình hỏi mọi người coi, mọi người khác coi có biết cái nấm này không. Đây. Nấm này mình không biết có ăn được hay không nha các bạn. Hình như ở phía dưới này phải cạo cái lớp này ra là ăn được, mà không biết chắc không. Nó bự rồi nè. Cái này nó bự rồi. Oh. Này giống cái nấm kìa, rồi mình hái nè các bạn. Khi mà mình gỡ cái lớp này ra là nghe nói lớp trong ăn được, nhưng mà không chắc nha. Giống cái nấm kìa, rồi mình đi hái nè. Đó. Thôi tự nhiên hôm nay mọc trong vườn nhà mình không biết. Sao mà ở trên nó màu đỏ. Nấm bự ghê chưa. Nè. Cái này mình nghĩ ăn được nè các bạn. Mà nên hỏi lại cho chắc ăn hơn. Cái này nè, phía trên mặt nó ở trong à. Bạn tiện nó quéo lại nè. Ở phía trên cái bề mặt nấm á, cái mũ nấm á, thì nó màu nâu nâu các bạn. Chứ nó có cái gần như thế này nè. Còn cái nấm này thì nó như giống như hơi màu hơi cam cam đỏ đỏ. Đó, mà bự ghê luôn. Sao cái mũ của nó bự mà cái chân của nó chút xíu à. Rồi để mình đi hỏi những người mà chuyên về nấm á các bạn, để người ta nói như thế nào ha. Mà mình nghĩ chắc nấm này hay là nấm ăn được nè, mà phải bỏ cái lớp mút này ra nè mới ăn được. Rồi bắp cải của mình năm nay trồng không được ok lắm các bạn, tại vì sao không, mỗi cái bắp cải mình trồng ra nó đều bị mấy cái con gì nó ăn vô trong nguyên cái bắp của mình luôn đó, nên khi mà mình
thấy nó ăn bữa mình có cái bắp cải mà hình chớp nhọn á, nó ăn hết nửa phần nửa bắp cải của mình luôn, cái mình nhỏ rồi. Giờ này nó ăn là ăn tiếp tục muốn tấn công theo cái bắp cải tím. Thì mình có cái bắp cải dúng bên đây. Bắp cải dúng này thì không có bị gì hết, nhưng mà nghĩ mình sẽ thu hoạch trước, thu hoạch sớm chứ để càng bự thì nó sẽ có những cái con khác nó tấn công vào. Rồi bữa nay mình lại mình quay cây ngò ôm luôn nha các bạn, tại vì có một số bạn hỏi mình á là cái ngò ôm mà mình dăm cành đó hiện còn sống hay không mà không thấy quay. Thì hôm nay mình dở ra mình quay cho các bạn xem ha. Ngò ôm mình ôm hồi lúc trước dăm cành cho các bạn xem đó. Nó vẫn còn sống nha các bạn. Mình ôm thành công cho nên nó vẫn còn sống đó, bên đó cũng vậy luôn. Nè, bên đây cũng vậy, đang sống đó, mình có thu hoạch hết một lần rồi. Này nó gan mấy trời non. Cái chỗ mình thu hoạch là mình cắt cắt cái đoạn thôi nè các bạn. Đó. Mình cắt cái đọt cho nó của nó, bởi vì nó ra thêm những cái tược mới rồi các bạn thấy không? Đó, đây là những cái tược mới của nó đang ra. Bên đó cũng vậy luôn, mình cũng cắt được vài cọng. Tại vì nó mọc lên cao quá, nó đụng với cái bọc á, mình sợ nó bị hư cây. Cho nên mình mới cắt tỉa bớt. Còn bên cái thùng này mình nói với các bạn hồi kỳ rồi đó, là mình có quay trong clip ra là cái thùng này là dạng ngò ôm mà mình ngâm khoảng 2-3 ngày là mình đi trồng liền, không cần phải đợi ra gửi các bạn. Thì hôm nay mình cũng dỡ cái này ra cho các bạn xem luôn. Đó. Thì cái ngò ôm mà mình trồng á, mà mình không cần phải đợi nó ra gửi á, mình đem đi trồng liền á, thì mình thấy nó vẫn tốt rồi các bạn. Đó. Nước này là cái nước nó đọng xuống á, cái nước nó đọng xuống cho nên nó vẫn giữ nước ở trong này các bạn. Mình hớt mấy cái gông này bỏ bớt. Đó. Thì nó vẫn ok, nó vẫn sống bình thường, mình cũng thu hoạch giống như cây kia luôn. Đó, thì có cái cây này bữa hổm mình cũng ngắt để nấu ăn chua các bạn. Bây giờ nó ra thêm cái tược nữa nè. Đó, có bạn hỏi là sao không quay cái ngò ôm mà mình dăm cành đó, sao không quay ngò ôm cho mọi người xem coi thử rồi nó có sống thật hay không. Thì hôm nay quay cho các bạn xem đó, từ cái bữa video tới giờ thì nó vẫn sống các bạn, nó vẫn phát triển. Mấy hôm nay mưa lạnh quá chừng luôn mà mình đậy nắp như thế này nè, nó vẫn không bị ảnh hưởng nha các bạn, tại giữ ẩm với giữ độ nóng của nó. Bây giờ mình đậy lại. Ngò ôm là mình không nên dở ra thường xuyên, mình luôn đậy kín nó vậy, tại vì những cái này nó có cái lỗ nè cho nên nó thở được, cho nên không nên mở ra thường xuyên. Tại vì ở bên này là khí hậu thất thường với lại sương lạnh cho nên mình không nên dở ra, chứ không phải như khí hậu Việt Nam, thì khí hậu Việt Nam nóng ẩm thì mình không cần phải chùm này đâu. Còn bên đây là phải bắt buộc phải chùm nha. Rau đắng của mình thì hôm nào mình đi gặp bạn bè mình cắt cho họ các bạn, tại vì quá nhiều luôn mà mình không ăn. Mình thích nhìn, thích ngắm thôi chứ mình ăn không không nổi các bạn, nó đắng quá trời đắng luôn. Mà cái cọng nó rất là to mà nó gai như gừng luôn á các bạn. Nhìn các bạn thấy rau đắng mình tốt không? Hôm nay mưa, nước mưa cho nên cây nó còn tốt hơn nữa. Nó lên mà nó lòi ra ngoài luôn nè, cái cây nó dài nè các bạn. Mình khoái trồng nhưng mà mình không phải ăn, tại vì nó đắng quá. Với lại biết sao không, mình trồng cái này nè, cái lên tốt á, cái mình thấy ai không có cái mình chờ chia sẻ bớt cho họ có trồng cho vui á. Đó, nhìn thấy thương không? Nay mình sẽ đi ra vườn, mình nhổ một ít, nhổ hết cái chỗ cà gót này để chống mình trồng cải ngọt với rau muống thêm các bạn. Thì ở đây có cải cúc mình tính nhổ đi, nó ra bông quá trời rồi, nhưng mà để vậy cho đẹp thu hút ông lại. Nhổ thì uổng, nhìn nó đẹp không các bạn? Cải cúc là hay còn gọi tần ô. Thì ở trong đây mình có hành tây nữa, nhưng mà hành tây này trồng lâu ăn quá, mình cũng định nhổ nè để cho trống để mình trồng rau. Trồng hành tây này lâu quá rồi các bạn, lâu lâu cũ rồi luôn, cũ còn nhỏ xíu rồi ha, cũ nó còn nhỏ xíu gì lâu bự quá à. Đó, năm sau mình không trồng hành tây nữa đâu. Bây giờ mình nhổ cà gót ra trống, mình gãi hạt mình trồng rau muống hay cải ngọt gì nè. Nhổ cà gót nó làm vậy hả, chứ nó không bự được nữa rồi các bạn. Cà gót trong nhà mà hết rồi, hôm nay mình đi nhổ hết khu này đi, nó nhỏ hay gì hay bụi gì cũng phải nhổ hết để cho trống để mình trồng cái khác. Cái này nó bị đứt cây rồi nè. Nhìn nè, chút xíu nè, cho trống mà mình đi
Gãy hạt. Hôm sau năm nay mùa hè kỳ cục lắm các bạn. Mùa hè mà nó lạnh hoài giống như mùa thu. Nên thích hợp trồng cải. Ngày sau nó sâu quá, ngày sau giật lên. Nó bị đứt kẹt kìa, khó giật quá. Trời ơi trời. Đúng là giống như củ lùng. Củ cải, cà gót mà trồng giống như củ lùng. Đất này trồng cà gót không im rồi. Cái này nhỏ xíu. Mình đào hết đi, mình làm đất trong này mình trồng rau. Mình có rau ăn. Năm sau mình không trồng cà gót nữa đâu các bạn. Tại vì mình thấy ham thu hoạch nên mình trồng đủ loại. Chứ cà gót này mua cũng đâu có mắc đâu. Tí hồng. Ông xã mình nè, ổng kêu mình trồng cái củ hành đỏ. Tại vì củ hành đỏ mua, củ hành đỏ tím gì nè. Là mua ở siêu thị mắc, củ hành đỏ. Hành đỏ này nè, mua siêu thị mắc lắm, ổng kêu mình trồng đi. Mà mình thấy trồng này nó lâu ăn quá. Mình thích trồng những cây nào mau ăn thì mình còn trồng được những thứ khác. Chứ trồng lâu ăn không trồng được những thứ khác vô các bạn. Nhỏ hết đi. Bự nhỏ nhỏ hết luôn. Đó cho trống. Thôi bây giờ mình nhổ luôn đi các bạn. Cho mình lấy đất trống để mình trồng cái khác. Để nó chặt hẹp quá. Nay mình vô mình nấu khoai tây. Còn non. Hình như không có củ luôn. Này này như là củ hành tây trắng hay gì. Mình trồng. Ok, đào luôn đi. Vô mình luộc ăn. Không có chỗ trồng. Cái này nó lâu ăn quá à. Rồi đứt luôn rồi. Đứt cái rễ ở đây rồi. Vô chỗ mình luộc. Mình trồng là một hai loại. Một củ hành tây trắng với một củ hành tây đỏ. Không có. Dạ chưa ra củ luôn. Thôi mình đào luôn cho rồi. Đó, này thì hành tím này, hành đỏ này, của hành đỏ này có củ mà nhỏ xíu à. Đất này không tốt hay gì. Đất của người ta xốp lắm. Đất của mình không có xốp. Mình đào hết luôn. Mình vô mình lấy cái này luộc. Ba cái cần ô này nó lên cao quá, cái nó đụng mấy cái này nè các bạn. Nó đụng che khuất mấy cái hành luôn. Lên đây. Còn nhỏ xíu. Nó lội lên đây. Đây nữa. Rồi đứt luôn rồi. Ở trong đây. Trong đây còn. Nó dài. Nó đụng chạm đất ngã tùm lum. Này nhìn giống hành lá nha, chứ đâu phải củ hành đâu. Rồi xong. Bụi này án hết trơn nguyên cả cái chỗ vườn mình luôn. Rồi bây giờ đào xới đất xong bó một chút tí phân bò cái mình gãi hạt xuống rồi các bạn. Đây mình có trái bí nè các bạn thấy không. Ở đây mình có trái bí ngồi nữa nè các bạn. Ngày nào cũng thu hoạch nó hết á. Ôi là thu hoạch hoài luôn. Trái này nè, cái giống mình để năm ngoái nó bự nên giờ nó ra trái lúc nào cũng bành kia á. Trái lúc nào cũng 2 kg mấy. Còn non nha. Mình hái này còn non mà nó bự gì rồi. Rồi hôm nay mưa. Mưa nên cây rau mình nó tốt, nó phát triển nhanh quá các bạn. Cái này nó ra hoài luôn nè.
Bây giờ mình phải đi thu hoạch. Không có kéo nữa, mà có kéo cặp theo cô không không được nữa các bạn, tại vì vừa quay vừa hái nè. Cho nên chỉ hái một tay thôi. Đó, đậu nó bự. Mình phái đậu này lắm. Mình thấy đậu này trồng nó năng suất cao lắm nè. Đó. Mình hái thêm đậu này vô để mình ăn với bữa ăn chiều ha. Bữa nay mình nấu bữa ăn chiều. Nãy cũng có đi chợ rồi, nhưng mà thấy cái này nó bự rồi nè. Mình phải hái, nếu không không hái là nó già uổng á các bạn. Mình tính kêu ông xã mình ra thu hoạch, mà thấy thôi ổng đang mê máy tính rồi, cho nên không kêu ra mất công. Vừa hái vừa quay. Trời ơi, cái cây này, cái trái này nó bự ghê luôn các bạn. Đó, ui ui, nó dài nè, tự trên nó dài hơn phân nửa cánh tay mình luôn các bạn. Quá chừng dài luôn. Trái rất là sai luôn nè, thấy không? Bữa nay thu hoạch được cái đậu dẹp nè, trái bí ngòi bành kỳ luôn. Rồi một ít củ cà gót. Cà gót này mình đem vô mình luộc á, luộc hấp gì đó. Cái mình bỏ thêm khoai tây vô xong ăn món tây các bạn. Rồi mấy cái rau luộc này nè, cái mình bỏ vô chung. Rồi hành tây. Hành tây này mình luộc nè, mà bỏ chung luộc. Còn thôi các bạn, xào mỡ luộc thì chấm nước tương cũng được. Đó, rồi mình ăn. Rồi xong rồi các bạn, đây là đồ ăn hôm nay mình chế biến, hái rau từ ngoài vườn, cà gót với đậu với hành tây nè, khoai tây, khoai lang thì mình mua ở tiệm đó. Đây là bữa ăn chiều, một bữa ăn của cả gia đình mình. Ông xã mình nè, ông xã mình rất thích ăn hành tây cho nên bỏ hai củ hành tây vô trong xã mình ăn luôn. Đó, đầy đủ dinh dưỡng rau củ, một bữa ăn như vậy là đủ thành phần dinh dưỡng rồi các bạn. Hiện tại mình cũng đang tập gym, không dám ăn nhiều tinh bột, nhưng mà tại hôm nay phá lợi đó, mình đang tập gym cho nên tinh bột và gạo và chất đường không dám ăn. Nhưng hôm nay ăn cái món này vậy là phải tập gym nhiều hơn rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Bye bye.